lại với bếp Hoàng Hậu. Ngày nay chúng ta sẽ có rất nhiều những các gia vị ở đây, không biết là chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái món gì. Trong vài giây nữa thôi thì người đầu bếp chính của chúng ta sẽ xuất hiện. Vâng, hình như luôn thấy đây là gạo này, đây là lạc và đây chính là đậu lan, hạt sen, cà rốt, thịt heo, lấm, đây là đậu và đây là ngũ. Có 8 những cái bát nhỏ xung quanh và một bát gạo rất là lớn cộng với một chiếc lồi Amway Queen Quốc. Không biết hôm nay đầu bếp chính của chúng ta sẽ nấu những cái gì. Chúng ta sẽ cùng chào đón đầu bếp chính của chúng ta. Mời chị.
đúng không ạ? Tiếp theo rất là quan trọng để tạo một cái hương vị của cái món ăn này chính là cái gia vị. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái gia vị gì? Một món nước tương Maggi. Mình sử dụng tương Maggi thì cái độ ngọt của nó sẽ ngon hơn các cái loại nước khác trong mình làm cái. Hai là không để thiếu được là nước cốt dừa. Nước ở đây thì để tạo thơm của món ấy thì mình lấy nước ngâm ấm hương thì đã cạn vỏ, vỏ là nước trong hơn hương rất là thơm. Ta chế được là gia vị món ăn này thì là đơn giản và đi ra ngang mình lại là một người khác người biết được. Thì có một cách nữa để các bạn biết được là cái lượng nước ở trong nồi cơm đã đạt hay chưa ấy, là các bạn là sẽ nghiêng nồi, bởi vì là mình nấu ở đây là mình nấu theo kiểu cơm gạo trên là góc cái thủy nha, chúng ta sẽ không cho nước đến ngập mặt gạo, như thế thì gạo sẽ nát. Các bạn nghiêng và các
chỉ bước một bước đến các loại hạt chứ không đến với gạo. Chỉ cần đậy bung mà và đã bị nấu trong vòng 30 phút. Các bạn chú ý là trong cái thời gian nấu nhé, và bất di bất dịch là cái bột này là thì mình không được mở bung. Khi mở bung thì là nó sẽ làm bay thôi là cái của ta chúng ta sẽ không chín. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chúc các bạn